Xin chào. 3 tháng trước đây mình đã làm một video kể về tại sao mình chọn sống ở Việt Nam mà không phải Trung Quốc. Và hình như là cộng đồng mạng Việt Nam khá là thích video đấy. Bây giờ mình đang ở Mỹ cho nên mình nghĩ đây là một thời gian rất phù hợp để mình nói về tại sao mình chọn sống ở Việt Nam mà không phải nước của mình. Thứ nhất là khi mình nói mình đến từ Mỹ thì phản ứng của nhiều người Việt là ui, nhà bạn có súng không? Nhà mình không có và mình cũng không ủng hộ cái việc giữ súng ở Mỹ. Và mặc dù chuyện súng không phổ biến như các bạn thấy ở trong phim, nhưng mà mình vẫn thấy rất bất an toàn khi mình ở đây. Và bản thân mình cũng đã trải qua một số chuyện súng rồi. Khi mình nghĩ đến súng thì mình hay lo và cảm thấy sợ khi mình đi ra nhà. Trong thời gian mình học đại học thì cũng có xảy ra một số chuyện và có một số sinh viên bị bắn chết. Những chuyện súng như này thì rất là ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Ví dụ vào năm 2012, gần nhà mình có xảy ra một chuyện súng rất là nghiêm trọng tại một rạp chiếu phim và có rất nhiều người bị bắn chết. Và trong vòng 6 năm sau chuyện đó xảy ra thì gia đình mình lại không đi xem phim ở ngoài nữa bởi vì chúng mình bị ám ảnh rất là sâu và cảm thấy rất là sợ. Mỗi lần mình đi ra ngoài thì mình đều phải suy nghĩ một chút về mình sẽ làm gì nếu xảy ra chuyện súng. Ví dụ mấy hôm trước đây thì mình và gia đình mình đã đến trung tâm thành phố để chơi. Và trong khi đi tàu ngầm thì mình vừa ngồi vừa nghĩ, nhỡ đâu bây giờ có ai đó lấy súng ra và bắt đầu bán thì mình sẽ trốn ở đâu. Hoặc ví dụ ngày xưa khi mình làm việc tại một tiệm bánh gần nhà mình thì mình cứ phải để ý đến khách hàng để xem cho chắc họ có làm gì hay không. Cái chuyện súng ở Mỹ thực sự là một vấn đề rất lớn mà mình thấy rất ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Và là mình cảm thấy rất là bất thoải mái khi mình ở đây. Mình thấy đây không nên là một chuyện mà mình phải lo mỗi lần mình đi ra ngoài. Nói chung ở Việt Nam mình cảm thấy an toàn hơn rất là nhiều. Nếu mình đi ra ngoài lúc 12 giờ để dạo phố thì mình lại không cảm thấy quá bất an toàn. Nhiều nhất là mình chỉ gặp một số ông kiểu say rượu hoặc là một số ông muốn cung cấp cho mình một gọi là phục vụ đặc biệt. Bố mẹ mình cũng đã từng đến Việt Nam chơi. Và họ cũng nhận xét như vậy. Họ nói với mình là họ có thể ngủ được cả đêm bởi vì họ không lo. Ở nhà của mình thì có một chắc là gọi là cảnh báo. Tức là nhỡ đâu có ai đó vào nhà về đêm thì nó sẽ có tiếng rất là to để cảnh báo cho mình là có người vào. Chúng mình sẽ bật mỗi đêm. Và nếu không bật thì mình sẽ cảm thấy rất là không an toàn. Nhưng mà Việt Nam thì mình chưa bao giờ cảm thấy cái này cần thiết. Có nhiều lần mình đi chơi với bạn bè sau 12 giờ đêm và mình cũng không cảm thấy sao cả. Nhưng mà Mỹ mình như là chưa bao giờ đi ra ngoài sau 7 giờ, 8 giờ gì đấy. Nói chung thì ở Việt Nam mình không cần cứ suy nghĩ về sự an toàn của mình cho nên mình cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Có thể bạn sẽ cảm thấy hơi kỳ lạ khi mình nói là mình thích giao thông ở Việt Nam hơn ở Mỹ. Suy cho cùng, cái câu hỏi người nước ngoài được hỏi nhiều nhất khi họ mới đến Việt Nam là How do you feel about the traffic in Vietnam? Tại sao nó lại là một lý do mà khiến mình muốn sống ở Việt Nam hơn ở Mỹ? Đối với đa số người nước ngoài, bao gồm bố mẹ mình thì cái giao thông ở Việt Nam rất là linh tinh. Nhưng mà bởi vì mình đã sống ở Trung Quốc rồi và nói chung là mình đã đến rất nhiều nước ở châu Á rồi. Cho nên mình cảm thấy cái sự linh tinh này là bình thường rồi. Thật ra mình rất là thích cái giao thông ở châu Á nói chung bởi vì mình cảm thấy nó rất là tiện lợi. Có rất nhiều loại giao thông công cộng như là xe buýt, tàu hỏa và xe khác mà không phổ biến ở nước Mỹ. Nói chung là có rất nhiều lựa chọn và mình có thể chọn theo cái yêu cầu và theo cái khả năng tài chính của mình. Ví dụ ở Hà Nội nếu mình muốn đi từ nhà mình đến sân bay Nội Bài thì mình có thể đi bằng xe máy, xe khác, xe buýt bình thường hoặc là xe taxi. Tất cả lựa chọn đều có ưu điểm và nhược điểm. Nhưng mà ít nhất có nhiều lựa chọn như vậy. Ở đây nếu mình muốn đi từ nhà mình đến sân bay thì mình có 3 lựa chọn. Một là tự lái xe ô tô. Nếu bạn có đủ tiền để mua một xe ô tô thì đây là một lựa chọn tốt. Nhưng mà khác hẳn với cách bạn tưởng thì không phải ai ở Mỹ cũng giàu và có đủ tiền để mua xe ô tô. Nhiều người cũng phải vay tiền để mua, cho nên sẽ có rất nhiều áp lực trong tài chính. Hơn nữa là không phải ai cũng thích lái xe ô tô. Và rất nhiều người nước ngoài bao gồm mình cảm thấy lái xe máy ở Hà Nội và ở Việt Nam nói chung thì tự do, tiện và rẻ hơn rất là nhiều. Lựa chọn thứ hai là bạn một Uber đến sân bay. Nhưng mà lựa chọn này lại phải mất 70 đô, 1,6 triệu. Cho nên đây không phải là một lựa chọn quá thực tế.
lựa chọn cuối cùng là đi xe buýt hoặc là tàu ngầm. Nhưng mà có một vấn đề rất lớn là phần lớn mọi người sống ở Mỹ thì không sống ở trung tâm thành phố, ngoài những thành phố như là New York hoặc là Chicago. Cho nên phần lớn mọi người thì không sống ở gần cái điểm dừng xe buýt hoặc là ga tàu ngầm. Nhà mình thì cách cái ga tàu ngầm gần nhất là có 12 cây. Cho nên nếu mình muốn đi tàu ngầm hoặc là xe buýt thì mình sẽ phải tự lái xe ô tô trước. Thì tại sao mình không đi xe ô tô luôn? Mình rất là vui bởi vì ở Việt Nam có rất nhiều lựa chọn và mình cảm thấy nó rất là tiện lợi. Và đây là một lý do rất lớn mà khiến mình muốn sống ở Việt Nam hơn. Ok, lý do tiếp theo là... Ok, mình biết các bạn thấy điểm này thì đang nghĩ gì. Chris, ở Mỹ tiêu nhiều tiền hơn nhưng mà cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Chris, bạn là người nước ngoài cho nên ở Việt Nam bạn dễ kiếm tiền hơn. Mình cũng đồng ý với hai điều này. Nhưng mà mình nghĩ để thực sự so sánh cái chi phí sống giữa hai nước này thì phải so sánh cái mức lương trung bình với cái chi phí sống trung bình. Ví dụ, nếu có hai người và người A phải tiêu 100% của lương mình và người B chỉ cần tiêu 90% của lương mình thì các bạn nghĩ ai sẽ có ít áp lực hơn trong tài chính? Mình đã thử so sánh Việt Nam và Mỹ như vậy bằng cách làm một bảng tính trong Excel và mình đã chia sẻ ở trong một link ở phía dưới. Theo những ước tính của mình hoặc là những dữ liệu mà mình đã tìm thấy ở trên mạng thì người Mỹ mà sống ở nhà của mình phải tiêu tầm 80% của mức lương của mình, còn một người mà sống ở Hà Nội chỉ cần tiêu tầm 70% của mức lương của mình. Và mình cảm thấy đây là một trong những lý do mà tại sao mình thấy người Việt không áp lực bằng người Mỹ khi mà đi chơi hoặc là đi ăn uống với bạn bè. Ở Mỹ thì mình cảm thấy rất là tội lỗi khi mình đi ăn uống ở ngoài hoặc là mình đi chơi với bạn bè ở ngoài. Tất nhiên thì mình biết là không phải ai ở Mỹ hoặc là ai ở Việt Nam cũng như vậy, và một số người sẽ cảm thấy khác nhau. Nhưng mà bản thân mình đã sống ở cả hai nước rồi và mình cảm thấy cái này khá là đúng, sống ở Mỹ áp lực hơn sống ở Việt Nam. Và nói chung thì mình cảm thấy người Việt Nam hạnh phúc hơn người Mỹ và không còn lo nhiều bằng người Mỹ trong việc tài chính. Nếu bạn có kinh nghiệm sống ở hai nước Mỹ và Việt Nam hoặc là có kinh nghiệm sống ở hai nước Việt Nam và nước khác thì bạn hãy bình luận ở phía dưới nói cảm giác của bạn với mình. Còn mình thì mình sẽ tiếp tục hưởng thụ cái cuộc sống không cần quá lo về tài chính của mình ở Việt Nam. Mình nghĩ ai đến tới Mỹ sẽ có cảm giác như mình, người Mỹ hành động hơi giả với người khác. Mình không biết đây là do xã hội hay là do văn hóa hay là do gì, nhưng mà mình có một cảm giác là người Việt luôn luôn thân thiện và chân thực hơn người Mỹ. Ở Việt Nam, nếu người khác nói với mình một câu là "Lâu lắm không gặp, hôm nào chúng ta ngồi cà phê nói chuyện nhá." Mình có một cảm giác là mình và bạn đó thực sự dễ gặp nhau và uống cà phê với nhau. Còn ở Mỹ, nhiều người hay nói như vậy cho lịch sự thôi. Nếu một người Mỹ nói với mình "Hey, let's catch up soon," mình sẽ cười và gặp đầu. Nhưng mà mình lại nghĩ, bao giờ được như vậy? Mình thấy phần lớn mọi người Mỹ đến Việt Nam cũng có cảm giác như mình. Trong một video mà Dan Howard phỏng vấn người nước ngoài về tại sao họ sống ở Hà Nội thì cũng có một người Mỹ nói là "That's another thing I like about it, like the people here are so real. It's a little bit shocking at first, but it's refreshing that you know they're not being fake. They're gonna tell you how it is." Và bố mẹ mình cũng nhận xét như vậy. Mình thấy người Việt và người châu Á nói chung thì chú trọng quan hệ hơn người Mỹ và hành động chân thực hơn với người khác. Lạnh quá các bạn, mình không thể quay ở ngoài nữa. Ok, việc học ngoại ngữ. Nếu bạn đã theo dõi mình từ lâu rồi thì chắc là bạn biết là mình là một người mà rất là thích học ngoại ngữ. Mình đã biết 3 thứ tiếng rồi và mình đang học ngôn ngữ thứ 4 rồi. Ở Mỹ, cái việc học ngoại ngữ không được chú ý cho lắm bởi vì mọi người đều nói được tiếng Anh rồi và tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, cho nên mọi người không cần quá chú trọng việc học ngoại ngữ. Nếu bạn đến Mỹ thì bạn cũng sẽ nhận ra điều đó. Ở Mỹ, nếu bạn là một người nước ngoài nói tiếng Anh tốt thì người ta sẽ coi nó là bình thường. Còn nếu bạn là một người nói tiếng Anh không tốt thì người ta có thể sẽ cảm thấy hơi phiền và sẽ đối xử không tốt lắm với bạn. Còn ở Việt Nam thì khác hẳn hoàn toàn. Một người nước ngoài như mình nói một câu "Em chào anh" thì người Việt sẽ vui vãi trưởng. Mình cũng thấy người Việt rất tò mò về việc học ngoại ngữ. Cũng có một số điều mà thể hiện điều đó, ví dụ như là san tây. Mình vẫn chưa đi đến một nước mà có nhiều người hứng thú ngoại ngữ như ở Việt Nam, cho nên mình cảm thấy một người nhà mình rất là hợp với ở đấy.
Ok, đây là 5 lý do chính mà tại sao mình chọn sống ở Việt Nam mà không phải Mỹ. Bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn. Nếu bạn có kinh nghiệm gì khác thì hãy chia sẻ ở phía dưới. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo của mình. Bye bye.